Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay anh Minh lại đem đến cho anh em một con xe, đó là CBR250RR. Nhiều anh em hỏi tại sao bữa giờ không có mẫu này, thì thực sự mẫu này Minh lựa những con xe đẹp, xe lướt mà giá ok, Minh mới gửi đến cho anh em. Bây giờ con này Minh bán có 8 ít mà xe đẹp luôn. Có những anh em đem tới xe 6 quắc mà đòi 9 ít, đồ trăm mấy, Minh không mua. Tại vì bây giờ là phải xe hay giá xe đẹp, giá hợp lý cho anh em, đúng không anh em? Thì anh em mới mua, với lại xe bây giờ đâu phải dễ bán. Mà chiếc xe 6 quắc mà đem qua đây đòi bán 190 rồi đâu anh em. Rồi ok. Rồi bây giờ anh em ngắm nhìn chiếc xe nó đẹp như thế nào nha. Thì đây là mẫu CBR250RR. Con xe này từ trước ra sau rất là đẹp và xe lướt. Con này đi chuẩn 10.000 cây. Đối với xe mô tô 10.000 cây là máy móc mới chân chu thôi anh em. Và 20.000 cây anh em mới cần thay bố thắng đồ này nọ. Đây cái vỏ 10.000 cây nè, rất mới luôn. Vỏ zin theo xe như xe mới. Gai nè anh em thấy không? Mọi thứ gai còn đầy đủ. Xe Minh Tiễn là phải rẻ. Quan trọng con này chỉ có 80 mấy triệu nha anh em. Con này hồi đó mình đập thùng với lại Thái Dúi á, anh em coi kênh mình biết là Thái Dúi á, là lúc mình đập thùng là tới 160 triệu, là đi làm giấy tờ, thêm 6 triệu nữa là 166 triệu, mà chưa có đồ chơi xe zin. Mà bây giờ chỉ có 80 mấy triệu thôi là rẻ hơn tới 80 triệu luôn anh em. Tiết kiệm nhưng mà xe đẹp, xe lướt luôn, xe đẹp hơn xe hồi xưa của mình lại Thái Dúi luôn. Thì con này thì xe lướt đẹp, hầu như nguyên con xe nó không có chạy xước gì luôn anh em. Chỉ có chỗ này là nó do mình giữ xe á, mình giữ xe là nó xước lông mèo thôi nè. Đó, chỗ này có chút xíu siêu à, xước lông mèo chứ không phải là chày đồ nữa anh em, mà xước lông mèo thôi. Còn toàn bộ là nguyên con xe đen nhám cực kỳ đẹp luôn ha. Đó rồi, xe này á thì có lên bộ chống đổ, bộ chống đổ đây nè, bộ chống đổ này rất là chắc chắn, anh em khỏi yên tâm ha. Thì con này chỉ có chống đổ bảo vệ các nước thôi, những cái tại vì xe đó xe zin mà. Còn dàn sườn nè cực kỳ đẹp, mới luôn, sườn đỏ. Sườn đỏ này là 29 hay 20 nha anh em. Đó. Đó, cục máy nè, thì xe rất đẹp. Thì nói anh em mà xe rất đẹp luôn. Anh em chỉ nó chỉ xước lông mèo chút xíu là anh em hiểu không? Phải dàn áo nè. Mình đã mở ra kiểm tra hết rồi nha anh em, xe đẹp, rất là đẹp, vỏ sau nè. Đó. Em thấy chưa? Biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. Xe nguyên zin, anh em về sang tên ủy quyền rồi thoải mái anh em ha. Xe thành phố thì thuế 1%, đi đâu cũng rẻ, rút ở đâu cũng dễ. Chỉ có xe tỉnh thì rút nó hơi cực chút xíu thôi. Xe thành phố thì nó dễ. Đây quay đồng hồ cho anh em xem. Thì con này có 3 chế độ lái rồi nha anh em. Nó mắc là do nó có 3 chế độ lái thuộc up down của xe qua. 3 chế độ lái nè. Khi anh em đề lên á thì nó sẽ có 3 chế độ cho anh em, để cho anh em nghe tiếng bô. Đó, sport nè, sport cộng nè, comfort nè. Đó, comfort đi đường trời mưa ha, sport là chạy chế độ thể thao. Sport cộng là tốc độ tối đa. Đó, anh em chơi thoải mái. Đúng 10.000 chuẩn luôn, 10.000 cây số. Rồi, đây nè, nút này nút chỉnh chỉnh nè, đó, công tắc khẩn cấp nè. Đó, bàn thờ con này rất là đẹp. Bàn thờ con này rất là đẹp ha. Mọi thứ đẹp, quay đặc biệt cái điểm đặc trưng là bô zin này là hai ống xả ha anh em ha. Bô zin này là hai ống xả, rất là đẹp. Mình nghĩ cái con này mà mua thêm một cây nữa. Một cây nữa thì nó không có đều anh em. Một cây nó không đều, nếu mà hai cây đối lập nhau mà cái này mà cổ vết ngàn thì anh em thấy nó có đẹp không? Đẹp tuyệt vời luôn ha. Đó thì 250 nè, có 500 nè. Em có thấy quay thấy con 500 không? Anh em có thể so sánh nghệ hình giữa 250 và 500. Coi clip mình thì anh em có nhiều kiến thức. Thì con 500 nó bự hơn anh em, mà đuôi nó không có đẹp bằng con này đâu. Đuôi của con 500 nó không đẹp bằng con này đâu. 500 này có khách cọc rồi. Bây giờ con xe nó đẹp thì mình cũng chả gì để nói nữa. Em có thể quay vòng cho anh em xem.
Đó, mở đèn lên cho anh em coi. À, rất là đẹp luôn, xi nhan nè. À, xe bên mình thì quá bá cháy bồ chét luôn. Đó, xi nhan đã. Đó, hoang dòng. Mới ha, mọi thứ mới, sơn mới, nói chung còn mới, mới tinh. Quay qua bên kia đúng rồi, bên kia cho anh em xem. Đó. Thì chả biết cái gì nữa. Thì về cái anh em máy 6 thì xe này mình quay quá nhiều. Hồi xưa lúc xe mới ra mình quay review quá nhiều rồi. Một máy 6 thì chạy thoải mái, máy 58 chạy thoải mái anh em ha. Cái con này mình review quá nhiều luôn, rất nhiều. Tại lúc nó mới ra mình quay mà rất nhiều luôn. Cho nên bây giờ mình cũng chả biết nói gì, chỉ yếu là quay chơi con xe cho anh biết xe đẹp như thế nào thôi. Thì tiêu hao nhiên liệu con này khoảng hai mấy cây lít. Ở đây mình có con Z300 nè. Thì Z300 này bán chỉ có 70 thôi anh em. Này 218. Thì con Z300 thì chung cục máy Ninja 300. Thì giữa hai con này á, thì con này thì sẽ giá tốt hơn. Tại con này nó có nhiều công nghệ nên giá nó mắc hơn. Ở thời điểm hiện tại nó mắc hơn. À, quay cho anh em coi cái dĩa thắng nè. Mới luôn, mọi thứ còn mới anh em khỏi cần lo gì ha. Chung mà không có lo suy nghĩ gì hết. Mới tin luôn. Đó, sơn zin rồi máy zin rồi mọi thứ là tuyệt vời nha anh em. Đó, không có gì phải bàn cãi. Xe tuyệt vời nha. Con xe tuyệt vời. Rồi quay cho anh em con xe tuyệt vời nè. Con này XSR cũng là biển số thành phố luôn. Con này xe lướt 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 luôn. Con này như mới luôn mà chủ xe cực kỳ kỹ. Cái này quay thêm cho anh em thôi, chứ chủ yếu là con 250. Anh em nhìn nè, cái tay thắng này người ta phải dán lại, người ta sợ chày. Rồi lên đồ chơi, ốp mặt nạ, ốp này ốp kia, đồ chở sáng, cái đồ gắn chở sáng nè. Một đống đồ chơi luôn. Ốp che ti phuộc nè. Đó, xe XSR 155. Rồi bảo vệ các nước nè. Ốc thì như mới luôn. Xe này như mới luôn nha anh em nha. Xe này là như xe mới luôn. Đó, anh em coi mấy chi tiết mình chỉ. Như xe mới luôn nha anh em. Rồi lên chống đổ khung nè. Xe này đồ chơi cũng hơi bị bộn á, mười mấy triệu á, không ít đâu. Mình thấy cũng nhiều đồ chơi á. Mọi thứ như mới. Còn mấy cái chỗ mà cái chân mình nó dễ tiếp xúc nè, thì ảnh dán lại hết luôn. Ảnh đi rất là kỹ. Anh này lớn tuổi rồi, anh đi rất là kỹ. Cái này là bảo vệ gì đây không hiểu luôn. Này bảo vệ mấy ốc, mấy ốc hai bên. Đó. Để lên đầy đủ luôn, mấy cái chỗ này mà dễ chày nè là anh dán hết đó. Nhông sinh dĩa còn 7 màu luôn, xe đi mới mấy ngàn cây anh em. Rồi ốc bên non nè, lên đầy đủ đồ chơi luôn. Ở đây có cái ba ga nè anh em, đây có cái ba ga nè. Rồi coi chủ xe kỹ không, bill mã vạch rồi còn hết luôn, như xe đập thùng luôn anh em. Anh em đập thùng thì mua con này nha, tiết kiệm được 20 triệu nha anh em nha. Con này 8 mấy á, anh em giờ mua con này 6 mấy à, tiết kiệm được mớ tiền. Mà đồ mớ đồ chơi nữa nè, em chưa tính đồ chơi nữa. Bên cây bô này nè, chưa có chạy xước vậy luôn anh em à. Chủ đi cực kỳ kỹ luôn. Với lại ta cũng mới đây mới đi à, hầu như là không có sử dụng luôn anh em. Đó, ở đây là cái móc để móc trà sữa. Anh em nào nói không biết móc trà sữa làm sao thì lấy cái này móc nè. Cái này là dán keo trong nha, chùm keo hết nha. Nói chung con xe này là anh em lột ra là như xe anh em đập thùng luôn nha anh em. Cái này là như trong tắc chợ sáng nè đúng không? À, tắc chợ sáng nè. Soi vô là thấy thấy luôn cái lỗ rúng của ông Thành chưa rửa nè. Cameraman nè. Đó, thì lên ốc chụp nè. Nhiều cái đồ chơi lặt vặt ảnh lên để bảo vệ xe thôi chứ không có làm gì. Hai ốc chụp thấy đúng không? Cho nó thấy đúng không? Rồi hai kính nè, hai kính này gọn nè. Rồi này XSR 155 anh em, con này thì tiết kiệm xăng lắm. Con này thì có thể là 48 tới 50 cây lít luôn anh em. Cực kỳ tiết kiệm xăng và nhớt, tiết kiệm. Cục máy VVA giống R15V3 anh em. Nó con này là siêu đẹp. Con này là cực đẹp, cực đẹp. Nó con này là đẹp bởi vì sao? Bởi vì chủ giữ kỹ. Nó đẹp bởi vì chủ giữ kỹ, đơn giản vậy thôi. Anh em coi cái vỏ nè, như xe đập thùng luôn. Người ta đã mua một thời gian rồi đó nhưng mà người ta giữ kỹ cỡ này. Chưa. Đây không biết là con xe thứ mấy nhưng mà đây là mình thấy chủ cũng khá là kỹ. Mình nói là kỹ chỗ cái phần mà tay thắng luôn á. Có nghĩa là mình không nghĩ kỹ tới vậy luôn. Cái chỗ này thôi nó chày mình còn có thể sơn mà dễ mà, nhưng mà anh không muốn, anh ốp, anh dán lại luôn để anh bóp nó khỏi bị chày. Bên đây mình lột ra thử nha, còn bên kia anh để lại để anh quay cho anh em xem. Cực kỳ đẹp, quay góc nghiêng con này cực kỳ đẹp. Con này thì nó không có lỗi thời đâu, kiểu dáng cổ điển, vừa pha một chút cổ điển vừa pha một chút hiện đại. Cái ba ga này nè anh em mua về anh em đi phượt. Xe này biển thành phố nè, 59N2, 59N2, anh em xem clip thì anh em chú ý giùm mình xíu nha. Cái này anh em đi phượt anh em để cái ba vali lên đây nè, anh em cột lại tuyệt vời luôn. Chở bạn gái thì bá cháy luôn. Con này chở bạn gái, chở người yêu là đảm bảo là không chia tay nha anh em.
Đó, con này chở người yêu đảm bảo không chia tay. Hai đứa xích gần lại nhau, ngồi thoải mái. Còn như con này, như con 250 này chở người yêu rồi, có đôi khi là sẽ chia tay nha anh em. Nó khoảng cách cách xa rời nhau. Đó, tùy con. Ở đây là mình tư vấn thiệt lòng cho anh em. Ví dụ anh em mà có thường xuyên đi phượt, đi chở bạn gái thì anh em có thể chọn SR. Còn anh em muốn thể thao, sport, tối tối cà phê là chọn CBR 250. Bây giờ giá con này khá rất là tốt anh em ha, 250. Rẻ hơn xe mới tới 80 triệu luôn. Bây giờ giá cực kỳ tốt, mà xe ngon, xe lướt nữa. Còn mấy xe dập và đảm bảo anh em bán mấy xe dập á, xe đi nhiều á thì đảm bảo anh em bán thấp thấp thì mình còn mua về để cho anh em tập chơi đồ. Còn mà anh em qua đây chào chào giá cao quá mình không mua được. Đó nè, xe lướt đẹp nè. Mình bán có 80 mấy triệu à. Xe lướt đẹp luôn nha. Mà còn hỗ trợ anh em rút hồ sơ đồ, hỗ trợ anh em tư vấn rồi còn bảo hành. Còn bảo hành rồi hả, rồi bảo dưỡng, rồi có cơ sở, có phụ tùng thay hết cho anh em luôn. Mà anh em không chọn lựa, bây giờ anh em ra mua một cái cá nhân nào đó bán 90 mấy 100 triệu mà mua về mà chưa biết xe mình như thế nào, rồi lỡ mà nó hư trục chặt rồi mình sẽ chửi ai. Ví dụ anh em mua con xe này của mình về đi, mà anh em chạy lỡ có trục chặt, anh em báo mình đó, anh Minh xe em mua, anh Minh em bị vậy á, anh Minh phích lỗi, sẵn sàng làm cho anh em nếu mà con xe mới mua về bị vậy. Còn đương nhiên những con xe anh em đi một thời gian thì nó phải hư thôi, cái gì nó cũng hư hết. Con người mình mặc già còn hư mà, thì anh em đi thời gian mà có sự cố vấn đề thì bên Minh vẫn hỗ trợ anh em. Anh em thấy hay không, sau thời gian là bên Minh vẫn hỗ trợ anh em, chứ không phải là mua xong rồi hết bảo hành rồi hết 500 cây đầu tiên rồi là không có. Bên Minh gần như là trọn đời luôn anh em. Có nghĩa anh em ngày nào Minh còn sống thì Minh sẽ hỗ trợ anh em hết mình. Có giống như những anh em ta đi 4 năm, mà có nhiều anh em đi 4 năm mà lâu quá rồi, xe người ta hư này hư kia, Minh vẫn hỗ trợ miễn phí toàn bộ công cho anh em, chỉ mua phụ tùng lắp giùm anh em luôn. Còn nhiều anh em mua đồ chơi qua đây mình vẫn lắp giùm anh em luôn. Là cái đó là cái chơi đẹp giữa Minh với lại anh em á. Anh em khỏi lo, có gì cứ tới báo mình, còn anh em mua ngoài giá thì cũng cao hơn, mà biết báo ai đó, mua tôi báo tôi vậy thôi nha anh em. Đó cho nên anh em khỏi cần yên tâm. Còn xe ở đây Minh chọn lựa rất là chất lượng. Bởi vì sao Minh dám hát như vậy, tại vì nói nhỏ anh em nghe, chiếc xe thường anh em chạy 30-40 nghìn cây nó còn chưa hư, mà chiếc xe mô tô là xe cực mắc. Cực mắc thì cái độ hoàn thiện chi tiết của xe và cái độ gia công cơ khí của xe người ta làm tỉ mỉ hơn, càng tỉ mỉ thì càng khó hư. Nó hư trừ khi gặp vô mấy ông bố đời, mấy ông phá xe, mấy ông bóc đầu, mấy ông bóc đít, rồi mấy ông quăng xe rồi nó mới hư thôi. Còn nếu mà mình đi xe mà mình giữ thì hả, đảm bảo xe mô tô này hả 10 năm 20 năm nó còn rất là ổn định luôn anh em. Cỡ 10 năm 20 năm còn ổn định, tại vì xe nó mắc tiền, những chi tiết cơ khí nó hoàn thiện chính xác lắm anh em. Cho nên nó bền lắm, nó bền hơn cái xe máy mà anh em sử dụng hàng ngày. Đã vậy còn gặp chiếc này, những chiếc mô tô này người ta đâu có đi sử dụng hàng ngày đâu anh em. Lâu lâu tao mới đi cà phê thì cái máy nó lâu hao mòn thì nó sẽ bền hơn nhiều, nó bền cực kỳ nhiều, thì anh em khỏi phải lo đó. Còn anh em mà vấn đề anh em có lo gì thì bên Minh lo hết cho anh em. Anh em mà Minh muốn đem đến cho anh em lại như thế nào là chiếc xe anh em đi, anh em chỉ việc chơi thôi, chơi cho thoải mái đầu óc thôi, chứ không có cần phải suy nghĩ. Tại Minh đã là một người chơi xe chứ không phải là Minh xuất thân là người bán xe, anh em hình dung không? Minh mà xuất thân là người bán xe thì cứ nói Minh nói điều này nọ, còn Minh xuất thân là người chơi xe, Minh biết là mình cần cái gì. Mình cần là anh em ổn định, anh em thoải mái là ok. Đó, như giống mình hồi xưa mình chơi xe, mình chỉ cần có một chỗ thoải mái, cần cái gì có cái đó, rồi cần bảo trì có bảo trì, lo cho anh em là được, là ok, number one. Rồi, ok, chúc anh em một ngày làm việc thiệt vui vẻ. Em có thể quay một dàn xe, những xe mình đang có để cho anh em tham khảo nè. Xe này là khách cọc rồi ha. Mình còn Z3 nè, 70 nè, Z800 216 là nguyên zin nha anh em, sơn zin luôn. Xe này chưa có chày dặm sơn đâu luôn. 216 138 nè. Rồi tiếp theo là 216 Candy nè. Đó, con này á hả, anh em nào mua mình bao rút hồ sơ cho anh em luôn. Đó, 14X. Rồi, MT này khách cọc rồi nè, MT khách chuyển hết rồi. Con này cọc rồi nè. Con còn SR chưa nè. R15 38 triệu nè. CBR 51 triệu nè. Còn CBR mới mua luôn, mới mua 2023 bán, mới cho 600 cây thôi, 50 mấy triệu nè. Đó, anh em tham khảo. R15 là khách đặt rồi nè. Anh em tỷ lệ xe mà khách đặt bên mình sẵn là anh em rất là nhiều. CBR 650 mới về khách cũng đặt luôn nè. Đó, là anh em biết cái độ uy tín của bên mình rồi. Đó, bán xe mà không kịp bán cho anh em là anh em hiểu. Có những xe khách đặt, còn mấy xe này mới về nên anh em chưa có biết, anh em chưa có coi clip đồ, anh em chưa có biết cho nên chưa. Còn Z3, Z8,
với 8 SXR CBR 250 đó. Còn mấy em mà anh em thấy không, còn mấy em bộ bao nhiêu là cọc hết là hai em CBR 150 đó. Rồi ok ha, clip cũng dài, mình kết thúc clip ở đây. Chúc anh em nhiều sức khỏe nha anh em, thuận lợi.